đang có hiện tượng các cửa hàng nhượm quần áo mọc lên ở khắp nơi tại thủ đô Thái Lan do quần áo màu đen trở nên quá mắt cho túi tiền của nhiều người dân. Tiếp theo cái chết của vua Amubibon Adulade. Chính phủ Thái Lan đã ban hành lệnh cả nước phải để tang cho nhà vua Bumibon, người qua đời hôm thứ Năm tuần trước, và một số cửa hàng bán quần áo đã nhanh chóng tăng giá các bộ màu đen. Những cửa hàng khác thì bán sạch, các vải đựng thuốc nhuộm đen được nhìn thấy sôi sùng sục trong một số cửa hàng nhuộm ở Bangkok, trong khi một số doanh nghiệp cũng cung cấp dịch vụ nhuộm đen quần áo miễn phí để thu hút khách hàng. Do lệnh phải để tan, tất cả các cửa hàng tìm bán quần áo đều phải lấy xuống các bộ quần áo có màu sặc sỡ để thay thế bằng màu đen, kể cả trong các khu thương xá sang trọng. Nhiều người chưa được mua được quần áo đúng màu tan đã bị những người thương mến nhà vua chỉ trích vì không mặc toàn màu đen hoặc đen cùng với trắng. Đối với một số thành phần thì họ không có sự lựa chọn nào khác. Các nhân viên chính phủ được lệnh phải mặc quần áo tan trong một năm. Các buổi lễ hội của nhà nước cũng bị ngừng lại trong 30 ngày và tất cả các văn phòng nhà nước cùng trường học cũng phải treo cờ rủ trong 30 ngày. Có tin cho hay, nhiều du khách than phiền là không khí tan chế ở Thái Lan khiến họ không còn có khung cảnh vui vẻ thưởng ngoạn như đã dự trù.